Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật là hai vợ chồng thường thường nghỉ ngơi ở nhà và Huy có thời gian để nấu cho bà xã. Hôm nay mình sẽ nấu cái món gọi là spicy kimchi pasta, dịch ra tiếng Việt là mì Ý kim chi cay. Một cái món rất là đặc biệt đối với Huy vì là cái món này là món đầu tiên mà Huy sáng tạo cho nhà hàng của Huy. Bà xã đói bụng chưa nhỉ? Đói rồi. Mọi người nghe không? Nghe giọng bắt đầu muốn quạo rồi đó. Cho nên mình sẽ bắt đầu nấu ăn. Và cái món này cái đặc biệt nó là nó siêu dễ luôn. Các bạn không cần nhiều nguyên liệu để nấu nó và nấu nó sẽ rất nhanh. Đầu tiên mình sẽ thái tỏi của mình thành một cái lát con nữa này. Để mình sẽ ấp chảo nó cho nó vàng với cả dầu ô liu. Hành phi này mình chỉ muốn nó vô ra. Không chơi nữa. Papa đang quay mà. Rồi hành phi này mình lửa vừa thôi nha các bạn. Mình không muốn cho nó cháy, không nó bị đắng. Cái hành phi này lát nữa mình sẽ dùng để trang trí cái món của mình. Mọi người chắc nhìn thấy Huy là hay dùng mấy cái ca nước này. Huy xài để Huy cho mấy cái đồ nghề Huy vào trong. Nhiều khi Huy nếm á, xong mình nhúng vào trong này luôn thì nó sẽ sạch cái muỗng, mình không phải đi rửa nó ha. Tại sao Huy không có đeo găng tay? Huy ở nhà. Ở nhà thì mình nấu cho mình thôi, về nấu với bà xã thôi. Đằng nào cũng hôn nhau mà, cho nên là có gì đâu. Mình vừa phi hành xong rồi. Bây giờ cứ bước tiếp theo á là mình sẽ luộc mì của mình. Phải chờ cho nước nó sôi ha. Chỉ cần muối thôi. Rồi trong thời gian mình đợi nước nó sôi để mình luộc mì á thì mình sẽ tiến hành mình làm hải sản ha. Mình sẽ cần dầu ô liu, sẽ trộn với cả một chút bơ. Rồi mình cho một muỗng cà phê tỏi vô. Mấy con tôm này á nó không cần nhiều. Nó sẽ cần một chút muối và tiêu thôi. Rồi cái này mình phải nhanh tay một chút xíu vì là mình không muốn nó quá chín. Sẽ đổ cái con nghêu của mình vô. Mọi người nhớ nhá, đừng có thay cái chảo. Cái chảo này mình dùng tiếp. Vì là trên cái chảo này là tất cả cái vị của hải sản nó nằm trong cái chảo này nè. Ngon quá. Để luộc mì á, tôi có một cái cách cho các bạn xem nè. Quấn nó này, mình thả nó ra. Thì bình thường nó sẽ nằm ở trong nồi và nó sẽ xung quanh hết tất cả ha. Mình không muốn nó quá chín, mình muốn nó cứng một chút xíu. Okay, một bí quyết nếu mà làm pasta, múc một chút cái nước mì ra để sau đó mình làm sốt, mình dùng cái nước này thì cái nước nó sẽ sệt hơn. Xong mì, xong hải sản thì mình bắt đầu làm cái sốt. Cái sốt này rất là nhanh. Sốt này các bạn làm trong vòng 3 phút là xong rồi. Dầu ô liu, tỏi của mình. Lửa này lửa vừa nhé các bạn. Thì là mình sẽ bắt đầu dùng bơ. 3 thìa nước tương vào ha. 2 thìa cà phê, dầu hào. Bây giờ mình sẽ cho bột ớt của mình vào ha. Sẽ cho cái nước vừa nãy Huy lấy ra á. Huy cho một chút vào bên trong. Thơm quá. Giờ mình sẽ cho mì của mình vào ha. Đoạn này phải rất nhanh nhá. Mọi người mình không được có mất nhiều thời gian về cái này. Riêng mình ý mà nó bị chín quá thì nó sẽ mất ngon. Mình sẽ đổ hải sản của mình vô. Ngon quá. Đoạn cuối cùng mình sẽ dùng parmesan của mình. Và cái bước này sẽ làm cho cái mì nó rất là béo, ngậy. Và nó sẽ làm cho cái sốt của mình rất là sệt ha các bạn. Rồi đến phần trang trí. Mọi người còn nhớ cái dầu tỏi của mình không? Bây giờ mình sẽ cần nè, dầu tỏi nó trông như thế này nè. Ăn nó vào nó có độ giòn. Đã nói là mì pasta kimchi thì không được thể nào thiếu kim chi. Kim chi sẽ đưa cho cái món béo này một cái độ chua mà nó sẽ cần. Thế là xong cái món spicy kimchi pasta của Huy. Rất là nhanh gọn lẹ. Mình nấu từ nãy đến giờ chỉ có tầm 10 phút, 15 phút ở nhà là các bạn được làm được món này. Ok, cho bà xã ăn đi, bà xã wow bây giờ. Đói bụng quá chồng ơi. Rồi, có liền. Nè. Nè. My favorite. Ngon không? Có giống trong quán không? Còn good quality. Còn good quality hả? Sếp không có bị lục nghề. Chồng lâu không ăn món này. Ngon. Ngon ha. Cảm ơn các bạn đã xem tập này chủ nhật cùng Vân và Huy. Rồi chúc mọi người một ngày tốt đẹp. Bye bye. Ăn chi. Hey. Bye bye. Cho chồng miếng tôm. No, you have no. Hết rồi. Không, chồng có đây nè không.